Chào anh em, lại là mình, chùm bán lẻ điện thoại Inoi 288S tại thị trường Việt Nam đây. Vì sao nói như vậy? Tại vì chính mình là người đầu tiên chính thức mở bán chiếc điện thoại Inoi 288S chính hãng này tại thị trường Việt Nam với số lượng là nhiều nhất tính tới thời điểm hiện tại bây giờ mà chưa có một nhà bán lẻ nào có hàng để bán. Và ngày hôm nay với kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của mình sẽ chia sẻ đến tất cả anh em tất tần tật về cách sử dụng của chiếc điện thoại Inoi 288S được xem là chiếc điện thoại mang ý nghĩa ai nói điện thoại Nokia 8800 không sử dụng được 2 SIM 4G thì đây Inoi 288S 4G sẽ làm được điều đó. Rồi bây giờ mời tất cả anh em chúng ta sẽ cùng nhau một sở thị tất tần tật về cách sử dụng của chiếc điện thoại vô cùng độc đáo, khơi lại những hồi ức kỷ niệm về một chiến thần điện thoại di động chuột đỉnh nhất của Nokia đời đầu nha. Nào, xin mời. Vâng, và đây là chiếc hộp của chiếc điện thoại Inoi 288S 4G. Có ý nghĩa là ai nói điện thoại 8800 không sử dụng được 2 SIM 4G thì đây Inoi sẽ làm được điều đó. Và đây là cuốn hộp của nó nha. Là hàng chính hãng bán tại Việt Nam. Đó. Bảo hành 12 tháng. Lỗi đổi trong vòng 30 ngày nếu điện thoại không bị chảy xước nha. Rồi bây giờ mình sẽ khui hộp ra. Đây chiếc điện thoại Inoi nằm đây. Và phụ kiện đi theo kèm gồm là gì? Đó là cốc liền với cáp Type-C. Thế hệ mới bây giờ Type-C chứ không còn sử dụng cáp là cái đầu mini giống như ngày xưa của Nokia nữa, bây giờ chuyển qua thành là cáp Type-C luôn rồi. Bên cạnh đó là những cái sách hướng dẫn sử dụng và thẻ bảo hành ha. Rồi, giờ mình sẽ khui xíu này ra. Trước tiên thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái kiểu dáng của con Inoi 288S này. Đó là có kiểu dáng không khác gì chiếc Nokia 8800 Anakin sản xuất cách đây là 19 năm, đó vào năm 2005 nha. Giờ năm 2024. Coi như là 19 năm đó. Em nó đã quay trở lại nha anh em đó. Trượt lên đó. Ngay kể cả cái âm thanh mà đóng lại đó, cũng giống như con Nokia 8800 nếu anh em nào đã sử dụng rồi. Cái âm thanh này giống như dân mà xài hộp quẹt Zippo thì chỉ cần nghe âm thanh đó thôi là biết ngay đó là quẹt Zippo xịn hay hộp quẹt Zippo đẻo rồi. Hoặc là dân xài hộp quẹt mà Dupont đó, chỉ cần nghe cái âm thanh thôi là biết hàng đã là hàng Dupont thiệt hay là Dupont giả đây. Đó. Toàn bộ bằng inox trắng đẹp nặng, cái độ nặng cũng y chang luôn. Rồi. Đó. Và máy muốn lấy ra thì chúng ta cũng muốn trượt ra như thế này, giống như là cái đời Anakin. Và pin của nó là pin 1000 mAh, kiểu như là pin BL4C của Nokia vậy. Thì bên trong chúng ta có thể sử dụng được 2 SIM và một thẻ nhớ. Thẻ nhớ này là hỗ trợ lên đến là 32GB. Và 2 SIM này sử dụng là 2 SIM Nano. Để gắn 2 SIM này chúng ta sẽ trượt xuống. Xong rồi chúng ta kéo lên. Đó, trượt xuống. Đó, xong rồi kéo lên. Đó, chúng ta mở. Ngay kể cả khay thẻ nhớ này cũng vậy, chúng ta trượt xuống. Xong rồi chúng ta kéo lên. Đó. Bây giờ mình sẽ thử 2 SIM cho anh em xem nha. Đó, bỏ vô thì chúng ta cũng kéo lên. Bỏ vô như này, kéo lên để khóa lại. Thẻ nhớ cũng vậy luôn. Chúng ta bỏ vào. Đó, và chúng ta cũng kéo lên để khóa lại. Rồi. Sau đó bỏ pin vào. Rồi, để thẳng vô vậy nha. Xong rồi đẩy lên. Đó, nó kêu cái kịch là ok. Thì cái này nó khác với cả đời Anakin. Là Anakin nó sẽ có hai cái nút bấm hai bên. Và chúng ta chỉ cần bấm cái đó mới tuột được. Còn cái này thì không cần, tại vì nó cái độ cứng của nó đã được cải thiện rồi. Nên lấy ra rất là khó. Đấy,
đè mạnh vô, cho nên không cần phải cần hai nút bấm cái bên nữa. À, rồi phía dưới đây là cáp sạc tai si, đây là jack cắm tai nghe 3.5 và đây là mic. À, trên đầu đây là loa ngoài. À, nút này là nút nguồn, nút này là nút nguồn nha anh em. Nút này nút nguồn. Còn cái chỗ này là để trượt lên là cái chỗ camera. À, camera trượt lên. Thì cái máy mới zin á, đó, thì nó sẽ có một cái miếng bảo vệ ở phía sau này. Đó, âm thanh cực kỳ đẹp. Và bây giờ để khởi nguồn lên thì chúng ta sẽ nhấn ở đây. Nhấn mạnh vào thì sẽ khởi nguồn lên. Đó, nó sẽ hiện chữ Inoi đây như này. Đó. Rồi. Đó là giao diện cũng giống như là Nokia 8800, bên này menu, bên này danh bạ, để mở menu thì chúng ta sẽ nhấn ở đây. Đó. Và để mở danh bạ thì chúng ta sẽ nhấn bên này. Đó. Bên này là nút điều hướng, đây nút gọi, đây nút từ chối cuộc gọi, đây là phím. Y chang, không khác một cái gì cả. Y chang, màn hình của nó là màn hình 2 inch, sẽ lớn hơn màn hình của Nokia 8800, là chỉ 1.7 inch, thế này là 2 inch. Đó. Rồi. Mở lên thì nó sẽ tự động mở khóa màn hình, đóng lại thì nó sẽ tự động khóa màn hình lại, tắt màn hình luôn. Còn nếu muốn mở ra thì chúng ta sẽ nhấn bên này và nhấn bên này để mở khóa màn hình. Đó. Nếu ai gọi điện thoại đến thì chúng ta sẽ nhấn ở đây. Đó. Rồi. Và menu của chiếc điện thoại này nó sẽ nhiều tính năng hơn, nó gồm có 18 ứng dụng. Và cái quan trọng nhất trong 18 cái này, đó là ứng dụng cài đặt này. Ứng dụng cài đặt này là quan trọng nhất. Tất cả mọi thứ chúng ta điều khiển cái máy này là đều căn cứ vào cái nút ứng dụng cài đặt này. Chúng ta chỉ cần nhấn vào thì có sẽ có tính năng là gì? Cài đặt cuộc gọi nè. À, cài đặt cuộc gọi, cài đặt điện thoại, màn hình, bảo mật, cấu hình, kết nối và hướng dẫn sử dụng. Đó. Nếu như chúng ta ở vào tình trạng mà muốn chuyển đổi ngôn ngữ thì chúng ta sẽ nhấn vào cài đặt điện thoại, cài đặt ngôn ngữ. Đó, cài đặt ngôn ngữ thì chúng ta sẽ có phần hiển thị ngôn ngữ đây, chúng ta nhấn vào đây và chúng ta sẽ chọn tiếng Anh. Ví dụ như ai đó, nếu ví dụ như ai đó khởi động lên mà quên chọn tiếng Việt thì chúng ta cũng có thể vào đây để chọn lại tiếng Việt bằng cách là gì? Vào menu, vào phần cài đặt là setting, chọn, sau đó vào phần phone setting, chọn, sau đó vào phần language setting là ngôn ngữ, chọn, và chọn vào phần gọi là display language, tức là ngôn ngữ hiển thị. Còn bên này là ngôn ngữ để chúng ta nhập chữ, trên là ngôn ngữ hiển thị, chúng ta nhấn vào đây. Đó. Và chúng ta sẽ chọn tiếng Việt thì nó sẽ quay lại tiếng Việt. Thì bản này là điện thoại của Dubai nên hoàn toàn không có tiếng Trung Quốc nha anh em. Đó, chỉ có tiếng Việt nè, tiếng Indo nè, tiếng Malay nè, tiếng Tagalog và tiếng của người Ả Rập. Đó, chúng ta sẽ chọn tiếng Việt. Đó. Thế là chúng ta đã trở vào cho tiếng Việt rồi. Đó là chế độ phím tắt. Phím tắt là gì? Để chúng ta chọn bốn cái phím này. 1, 2, 3, 4. Có nghĩa là ở ngoài màn hình chính, chúng ta muốn nhấn lên thì nó sẽ vào ứng dụng gì. Đó. Nhấn xuống, nó mở ứng dụng gì. À, nhấn qua bên trái, nó mở cái gì. Nhấn qua bên phải, nó mở cái gì. Đó. Đây là dân... thì muốn điều chỉnh lại bốn cái nút này chúng ta cũng có thể chọn được. Ví dụ chúng ta muốn nhấn lên trên chụp hình hay nhấn bên trái nhắn tin hay nhấn gì đó thì chúng ta chỉ cần vào menu, đó, vào cài đặt điện thoại và chọn phím tắt thì chúng ta sẽ chọn được gì. Nút lên là mở cái gì, nút xuống là mở cái gì, nút qua bên trái mở gì, nút qua bên phải mở gì, thì chúng ta sẽ chọn những cái này. Đó, tùy vào cái nút đó mà chúng ta sẽ chọn bằng cách là gì. Nhấn vào thì chúng ta muốn mở gì đó thì chúng ta chọn ha. Rồi, còn mặc định của nó là nó sẽ là nhấn lên trên là báo thức, nhấn xuống dưới là lịch, nhấn qua bên trái là soạn tin nhắn, quấn qua bên phải là mở đài FM. Đó. Và tiếp nữa là chế độ là tự động tắt máy. Nhấn vào đây thì chúng ta sẽ chọn là tắt máy vào lúc mấy giờ. Đó, để đi ngủ, và mở máy vào lúc mấy giờ. Đó, nó cũng có chế độ luôn, rất là thông minh. Đó. Bên dưới đó là chế độ tiết kiệm điện để chỉnh cái màn hình nó lại, cái độ sáng nó lại. Lựa chọn trình duyệt. À, lựa chọn trình duyệt thì chúng ta sẽ chọn trình duyệt đó là gì? Opera Mini để lướt web hay là trình duyệt Inoi. Nhấn vào đây thì nó sẽ vào trang chủ của Inoi hay là trình duyệt luôn hỏi.
thường thường thì chúng ta sẽ chọn là Opera Mini để chúng ta có thể lướt web này nọ. Tại vì điện thoại này điện thoại 4G cho nên chúng ta có thể dễ dàng lướt web nhanh bằng trình duyệt Opera Mini vô cùng nhỏ gọn nhất cho thiết bị di động. Rồi, còn đây là muốn khôi phục cài đặt. Ví dụ như sau thời gian chúng ta sử dụng mà chúng ta muốn cho ai lại điện thoại này và chúng ta muốn khôi phục cài đặt thì chúng ta sẽ nhấn vào khôi phục cài đặt. Và cái mã để khôi phục cài đặt đó là 1234. Đó là cái mã gốc của chiếc điện thoại iNoi 288S này. Ha. Nếu chúng ta muốn khôi phục cài được đặt lại thì chúng ta chỉ nhập cái mã là 1234 vào nha. Rồi. Ngoài ra nữa đây là chế độ màn hình. Chúng ta sẽ chỉnh lại màn hình đó là gì? Hiệu ứng màn hình động và chúng ta muốn màn hình chờ nó động hay không. Cài đặt màn hình nền. Đó. Cài đặt màn hình nền là chúng ta sẽ muốn cài đặt hình ảnh khác hay là hình ảnh gì đó thì chúng ta sẽ chọn đây, hình nền chính nè. Ví dụ giả sử ở ngoài này chúng ta đã đang làm màn hình này là màn hình này. Còn phím bây giờ chúng ta muốn chọn màn hình khác thì chúng ta phải đầu vào đây. Màn hình. Chúng ta chọn hình nền. Chọn hình ảnh nền khác. Đó, nó có hai hình, chọn hình nào đó chọn. Đó muốn mình chọn hình này mình chọn. Hoặc là mình muốn chọn hình ở trên thì mình chọn. Hình trên hình này. Hình dưới là hình này. Thì chúng ta sẽ vào chúng ta chọn ok. Như vậy thì ở ngoài màn hình nó sẽ thay đổi lại ha. Rồi, trong phần cài đặt nữa, nói chung là chỉ phần cài đặt là nhiều thôi. Kế đến phần bảo mật, nếu mà chúng ta muốn tạo cái mật khẩu, khi ai mà muốn khi mở máy lên phải nhập đúng mật khẩu thì nó mới sử dụng được cái máy này, thì chúng ta sẽ vào đây sẽ chọn sửa mã pin. Đó, sửa mã pin. Thì cái mã pin gốc của nó sẽ là 1234 và chúng ta sẽ nhập 3 lần. Nếu mà chúng ta nhập sai thì vui lòng mang máy đến trung tâm bảo hành để người ta chạy lại phần mềm nha. Rồi, mã của nó là mã 1234 nha. Rồi. Tiếp theo đó nữa là phần cấu hình. Nếu như chúng ta bản thân của máy này là nó chỉ mở khi khởi động lên nó chỉ có chuông thôi. Nếu chúng ta muốn mà có rung có chuông thì chúng ta sẽ nhấn vào cấu hình. Đây cấu hình bình thường là có chuông, cấu hình yên lặng là không chuông, không chuông. Cấu hình cuộc họp là không chuông không rung. Cấu hình trong nhà, cấu hình ngoài trời, nếu chúng ta muốn có hình là ngoài trời có rung có chuông thì chúng ta sẽ chọn là ngoài trời thì nó sẽ có rung có chuông. Và thiết lập nhạc chuông của máy này thì chúng ta sẽ chọn là vào cài đặt. Thế là nhấn thêm nút tùy chọn, nhấn bên này nút tùy chọn vào phần cài đặt. Đó, cài đặt nhạc chuông. Đó, cài đặt nhạc chuông SIM1. Nếu mà chúng ta nhạc chuông bản thân của máy sẽ là nhỏ chứ không có lớn. Nếu như chúng ta muốn chọn nhạc chuông lớn thì chúng ta sẽ chép nhạc MP3 vào trong cái thẻ nhớ. Đó, ví dụ giả sử chọn chuông khác thì chúng ta sẽ chọn cái nhạc chuông khác. Ví dụ giả sử ở đây mình chọn nhạc chuông là Nokia 88, chọn ở đây thì nhạc chuông đó sẽ rất là lớn ha. Còn nếu như nhạc chuông của máy thì nó sẽ là nhỏ. Đó. Nhạc chuông của máy thì nó sẽ nhỏ như đây thôi. Đó, nhạc chuông của máy là chỉ đây thôi. Còn nếu mà chúng ta chọn nhạc chuông là nhạc MP3 thì nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Đó. Rồi vẫn tiếp tục phần cài đặt. Đây là phần kết nối thì chúng ta sẽ chọn được là gì? Là chúng ta sẽ sử dụng dữ liệu của 4G là SIM 1 hay là SIM 2. Đó. Chọn dữ liệu SIM 1 và SIM 2 để kết nối 4G. Chúng ta sẽ vào đây chọn. Rồi, hướng dẫn sử dụng. Sau đó là cái phần cài đặt là phần quan trọng nhất. Tất cả mọi cái chúng ta điều khiển cái máy này, thiết lập máy này, chúng ta sẽ vào phần cài đặt là có đầy đủ hết nha anh em. Vâng, rồi ngoài vấn đề về cài đặt ra thì chúng ta sẽ có những cái ứng dụng khác. Đó, đầu tiên đó là chơi game. Thì trong này nó sẽ có một game của máy sẵn, đó là game Sokuhan. Đó. Xem game này sẽ được xem là game đẩy gạch. Đó, đẩy gạch, chúng ta sẽ đẩy cái này để thắng điểm nè. Nhấn vào. Đó. Đó, nhấn vô. Đó, để sao để có thể đẩy được cái này để lắp cái kia là chúng ta sẽ thắng. Đó, rồi, đây là thắng rồi đó. Ha. Rồi, tiếp theo nữa là đây là phần danh bạ. Đó, thì danh bạ này sẽ là lưu được bên hãng người ta nói là 250 số nha. Đó, đây là danh bạ. Tiếp theo đó là cuộc gọi. Cuộc gọi chúng ta có thể là tìm hiểu được là nhật ký cuộc gọi hay tất cả những gì đó liên quan tới cuộc gọi. Nó nằm ở này.
tiếp theo là nghe nhạc. Nghe nhạc này thì nó sẽ tìm hết tất cả những bài nhạc MP3 có trong máy để nó đưa vào danh sách này, và chúng ta chỉ cần nhấn play là chúng ta có thể nghe được. Đó. Muốn nghe âm thanh lớn hơn thì chúng ta chỉ cần nhấn nút lên và nhấn nút xuống để chỉnh âm lượng. Đó. Nhấn nút lên và nhấn nút xuống để chỉnh âm lượng. Đó. Chỉnh âm lượng. Đó. Nghe rất là lớn ha. Nghe nó sẽ nghe bằng cái loa trên này. Nghe bằng cái loa trên này. Còn cái loa này là loa đàm thoại. Rồi. Đây là tin nhắn. Để xem được tất cả những tin nhắn. Đây là xem video. Chúng ta sẽ nhấn vào đây để chúng ta coi thử trong thẻ nhớ chúng ta có những cái video clip nào hay không. Nếu có video clip nào thì nó sẽ chiếu đây. Rồi chúng ta xem. Rồi. Cái ứng dụng tiếp theo nữa đó là ứng dụng về chụp hình. Thì đây là hỗ trợ là camera là 0.3 megapixel. Cho nên chụp vẫn ok nha anh em. Nếu mà so với cả camera của 8800 Nokia thì camera này đẹp hơn nhiều. Đó, chụp đẹp hơn nhiều luôn. Rồi. Tiếp theo đây là trình duyệt. Tiếp theo đây đó là cái folder gọi là file để chúng ta tìm hết kiếm tất cả những cái gì đó có trong máy hoặc là có trong thẻ nhớ. Thì nó sẽ nằm trong này. Tiếp theo nữa đó là FM. Thì máy này nó có hỗ trợ FM luôn, FM không dây. Ý nghĩa là chúng ta sẽ bật trên FM này lên và chúng ta có thể thưởng thức được đài FM bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Đó. Và nó có thể chụp dò mạng, dò tự động cho chúng ta luôn. Không muốn nghe nữa tắt đi. Rồi, cài đặt. Còn bên này là ứng dụng. Ngoài những cái ấy ra thì nó cũng có hỗ trợ cho chúng ta những ứng dụng như là xem lịch nè, máy tính nè, đồng hồ nè, những ứng dụng cộng thêm của Viettel nè. Đó, ví dụ là chế độ Bluetooth nè, để chúng ta nghe bằng tai nghe Bluetooth thì mật cái này lên để kết nối Bluetooth với tai nghe. Rồi. Tiếp theo đó nữa là chúng ta có máy tính nè, có lịch nè, có xem hình ảnh nè. Ở trên kia là chúng ta sẽ coi phim, còn này nó sẽ lọc hết tất cả những hình ảnh có trong thẻ nhớ hoặc có trong máy đã chụp. Bên cạnh đó đây là những cái thông tin về cái SIM, những cái dịch vụ mà SIM nó có ở trong cái SIM cũng có ở đây luôn. Ở đây đồng hồ báo thức và đây là ghi chú. Tất tần tật đây là gồm có 18 ứng dụng được trang bị cho chiếc điện thoại iNoi 288S này. Rồi, như vậy thì ngày hôm nay mình đã làm một cái video clip để giới thiệu anh em bằng kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để anh em hiểu rõ được về chiếc điện thoại iNoi 288S này nha. Nếu anh em có gì thắc mắc, vui lòng để lại comment bên dưới thì mình sẽ làm video clip chia sẻ hướng dẫn với anh em chu và đáo ha. Rồi, thân ái và hẹn gặp lại tất cả các anh em vào những video clip lần sau. Xin chào.